này lại chính là cơ hội để những tay đua có sở trường vượt núi như Fabio Aru tạo ra được sự khác biệt trên bảng tổng sắp. Tin vui cho ban tổ chức giải Tour de France là không có tai nạn nào đáng kể xảy ra ở chặng 5, nhưng với các tay đua, đây là một chặng đua khắc nghiệt. Cho dù chặng đua chỉ có 160 km, nhưng điều kiện thời tiết nắng nóng